22 triệu đồng có lẽ sẽ là hơi đường đột khi chúng ta bắt đầu video với một mức tiền như vậy. Không phải lòng vòng nữa, chúng tôi xin nói thẳng luôn, đó là cái giá mà bạn phải trả nếu muốn được nhìn thấy Cristiano Ronaldo bằng xương bằng thịt tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Thực ra thì việc xem các cầu thủ tập luyện là miễn phí, nhưng chỉ có trong giới hạn mà thôi. Ban tổ chức đã phát 6.000 vé miễn phí cho 6.000 cổ động viên may mắn nhất. Có tới hơn 50.000 người tranh nhau 6.000 vé này trên mạng, gây ra tình trạng tắc nghẽn đường truy cập. Thế là những người cơ hội, có máu làm ăn, hiểu rằng đây chính là thời cơ ngàn vàng để kiếm chắc. Cụ thể, trên trang web bán vé Kleinanzeigen của Đức, các vé đang được giao bán với giá lên tới 800 euro. Tất cả được quảng cáo rằng đây là buổi tập có Bernardo Silva, Rafael Leao, Bruno Fernandes và đặc biệt là Ronaldo. Đắt đỏ thì đương nhiên rồi, nhưng chắc bạn sẽ choáng nếu biết rằng để mua được những tấm vé này, ngoài tài chính và sự chịu chi, bạn còn cần cả may mắn song hành, bởi lẽ những tấm vé được bán chợ đen kiểu này cũng hết rất nhanh. Khủng khiếp ở chỗ, ngay cả giá vé xem trực tiếp các trận Euro ở vòng bảng không hề đắt như vậy. Đối với người hâm mộ phổ thông, giá vé rẻ nhất cho các trận vòng bảng là 30 euro, tương đương khoảng hơn 800.000 đồng, và cao nhất là 400 euro, tức là khoảng gần 11 triệu đồng. Sẽ có người thắc mắc rằng sao mà Euro có rất nhiều ngôi sao, nhưng chỉ ở đội tuyển Bồ Đào Nha mới xảy ra hiện tượng phe vé ở các buổi tập. Thực ra cũng dễ hiểu thôi mà, quy luật thị trường, có cầu thì mới có cung. Đúng là Euro chẳng thiếu ngôi sao sở hữu phong độ tốt hơn Ronaldo bây giờ. Họ là Phil Foden, Kylian Mbappe, Toni Kroos. Vậy thì lý do gì để Ronaldo tạo ra sự khác biệt? À thì vì anh là Ronaldo mà. Cái tên của anh là bảo chứng cho sự chú ý của cổ động viên, của truyền thông. Euro 2024 có lẽ là giải đấu chính thức cuối cùng Cristiano Ronaldo thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Bởi vậy, sự xuất hiện của siêu sao 39 tuổi tại Đức đang tạo nên cơn sốt. Ngay từ khi xuống máy bay, CR7 cùng các đồng đội đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Theo ghi nhận của tờ Abola của Bồ Đào Nha, có tới 8.210 cổ động viên đã góp mặt chỉ để xem CR7 cùng các đồng đội khởi động. Nếu như tính cả số người ở bên ngoài sân vận động, số lượng phải vượt qua con số 10.000 người. Đây thực sự là con số quá ấn tượng đối với một buổi tập bình thường, bởi ngay cả một số trận đấu chính thức tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cũng không thu hút được lượng fan lớn như vậy. Các cổ động viên liên tục hô vang tên của siêu sao 39 tuổi. Ronaldo cũng đáp lại thịnh tình của khán giả bằng cách nở nụ cười tươi. Chính sự thân thiện của CR7 khiến nhiều người hâm mộ không kìm được lòng. Hàng chục cổ động viên quá khích đã cố gắng vượt qua bức tường an ninh chỉ để có cơ hội chụp ảnh hoặc ôm lấy Ronaldo. So với các sân vận động tổ chức các trận đấu chính thức, sân tập này dễ tiếp cận hơn nhiều. Hành động này khiến cho nhân viên an ninh tại sân khá khổ sở khi liên tục phải đuổi bắt quanh sân. Một anh chàng may mắn đã ôm được Ronaldo trước khi nhân viên an ninh bắt được. Đó cũng là lý do thôi thúc những cổ động viên chịu chơi và chịu chi dám xuống tiền để mua vé xem Ronaldo tập. Họ sẽ nghĩ rằng mình có cơ hội lao vào sân ôm lấy thần tượng. Nếu so sánh Ronaldo với các ngôi sao còn lại, dĩ nhiên CR7 có độ hot hơn nhiều rồi. Chưa cần nói về ảnh hưởng truyền thông, chỉ cần nhấn mạnh vào chi tiết đây có thể là kỳ Euro cuối cùng đã khiến cho sự hiện diện của Ronaldo trở nên rất đắt giá rồi. Nó thôi thúc fan của anh phải chi tiền, nếu không sẽ chẳng còn dịp nào được nhìn thấy anh chinh chiến trên cương vị một cầu thủ. Còn nói về việc thương hiệu CR7 là miếng bánh béo bở cho cánh báo chí ra sao? Hãy nhớ lại hình ảnh khi anh uống nước ở World Cup 2022. Trong trận đấu với Uruguay ở vòng bảng, hình ảnh hàng trăm phóng viên cùng nhau pressing chỉ ống kính về phía CR7 khiến các fan bị sốc. Điều đáng nói, chân sút người Bồ Đào Nha khi ấy chỉ đang uống nước và rửa tay. Khoảnh khắc kể trên cho thấy sức hút của Ronaldo lớn tới cỡ nào. Sức hút ấy giúp CR7 nhiều năm qua luôn kiếm về được khoản tiền khổng lồ ngoài bóng đá. Anh là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 600 triệu follow Instagram và hiện con số thực tế đã là 632 triệu. Theo CNN Brazil, trong bài viết kỷ niệm 25 năm thành lập Google, Cristiano Ronaldo chính thức được công nhận là vận động viên có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này. Năm nay, Google kỷ niệm 25 năm thành lập. Sự kiện này như một cách điểm lại những chủ đề, khoảnh khắc và cá nhân đã được tìm kiếm trên Google ở phạm vi toàn thế giới. Trong số những vận động viên được tìm kiếm nhiều nhất, có một cầu thủ vĩ đại của Bồ Đào Nha, đó là Cristiano Ronaldo. Với việc là vận động viên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 25 năm qua ở phạm vi toàn cầu, đây sẽ là một danh hiệu cao quý khác được thêm vào bộ sưu tập thành tích phong phú của CR7. Google thông báo trên bài viết của mình. Mặc dù vậy, chắc hẳn Ronaldo không muốn sự ảnh hưởng của mình chỉ gói gọn trong không gian ảo. Anh muốn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh phục Euro. Giải đấu lần này đánh dấu tròn 20 năm kể từ ngày Cristiano Ronaldo chính thức ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Với kinh nghiệm tham dự 5 kỳ Euro trước đó,
CR7 được kỳ vọng một lần nữa đưa Selecao châu Âu lên đỉnh vinh quang ở giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng Ronaldo ở tuổi 39 có thể sẽ là gánh nặng đối với tuyển Bồ Đào Nha khi bài học từ World Cup 2022 vẫn còn đó. Mỗi khi Ronaldo góp mặt trên sân không đồng nghĩa với việc Selecao sẽ giành chiến thắng. Một câu hỏi lớn được đặt ra cho Roberto Martinez từ khi ngồi vào chiếc ghế nóng của tuyển Bồ Đào Nha. Liệu có nên để CR7 đá chính thường xuyên hay chỉ là một phương án chiến thuật từ băng ghế dự bị? Ronaldo kết thúc mùa giải trọn vẹn đầu tiên trong màu áo Anas với 44 bàn thắng sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường. 35 pha lập công trong số đó đến tại Sorry Pro League giúp anh trở thành người đầu tiên giành chiếc giày vàng ở 4 giải đấu khác nhau. Trong khi đó, tính trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải 2023-2024, Gonçalo Ramos là cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất ở tuyển Bồ Đào Nha với 11 bàn thắng cho PSG tại Ligue 1. Ngoài ra, Bruno Fernandes và Diogo Jota cũng có 10 pha lập công trong màu áo Manchester United và Liverpool. Đây là lý do vì sao Roberto Martinez vẫn tiếp tục tin tưởng Ronaldo khi không cái tên nào có màn trình diễn thực sự ấn tượng để gánh vác trọng trách trở thành mũi nhọn trên hàng công Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Điều quan trọng đối với tuyển Bồ Đào Nha là tấn công và phòng thủ với 11 người trên sân. Trong số này, Cristiano Ronaldo là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Không ai khác có khả năng chọn vị trí, không gian và có thể dứt điểm thượng hạng như cậu ấy. Mùa này Ronaldo đã thi đấu 51 trận và vẫn chứng minh bản thân có thể ra sân với tần suất 4 ngày một trận. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì liên quan đến thể lực của cậu ấy. Roberto Martinez chia sẻ, theo thống kê, Bồ Đào Nha là đội tuyển duy nhất toàn thắng cả 10 trận đấu ở vòng loại Euro 2024. Selecao là đội có hàng công mạnh nhất khi có tổng cộng 36 bàn thắng, nhiều hơn 7 bàn so với các đội tuyển khác. Không những vậy, đoàn quân của Martinez cũng dẫn đầu mọi thông số như cú sút trúng đích, chỉ số bàn thắng kỳ vọng, số cú sút, số cơ hội được tạo ra và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Dĩ nhiên, tại vòng loại, những đội tuyển như Slovakia, Luxembourg, Ireland, Bosnia và Herzegovina hay Liechtenstein đều không phải là đối thủ của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đó là dịp không thể tốt hơn để Martinez thử nghiệm lối chơi cũng như sơ đồ chiến thuật mới nhằm xây dựng một đội tuyển Bồ Đào Nha không còn quá phụ thuộc vào CR7. Theo thống kê tại vòng loại, Ronaldo có trung bình 36,9 lần chạm bóng một trận, ít hơn 16 tuyển thủ Bồ Đào Nha khác. Tiền đạo thuộc biên chế Anas chỉ thực hiện 3 lần rơi bóng thành công và không có đường tạt bóng nào. Điều này cho thấy CR7 đã không còn phải tham gia quá nhiều vào quá trình triển khai bóng. Martinez đã tạo ra môi trường thuận lợi nhất để cậu học trò tỏa sáng và mong rằng CR7 sẽ tận dụng nó thành công.